Chào mừng các bạn đến với nhóm review. Hôm nay nhóm review xin chia sẻ với các bạn hai cái sản phẩm. Một là cái màn hình Galaxy 7.0, hai nữa là con kit Nano PC. Ở đây mình giới thiệu qua con kit Nano PC này. Con này mình vừa mới cắt hộp cho nó, đúng hộp Mika. Đây, nó hỗ trợ thẻ SD này. Con này thì nó RAM là RAM 1GB, hỗ trợ là hỗ trợ HDMI này, hai cổng USB này, một cổng Ethernet này, audio này, cam. Nó có một thêm cái camera wifi, camera khi mà các bạn mua thì có thể mua thêm cái camera của Raspberry cắm ở đây được. Đây, sắc nguồn này, con này thì sử dụng nguồn 5V 2A, các bạn nên sử dụng 2-3 nhé. Đây có màn hình này. Đây là nó là kit Nano PC T2, con này giá khoảng hơn 1 triệu, là một cây máy tính luôn. Để đảm bảo cái CPU nó hoạt động ổn định thì mình lắp thêm mối quạt tán nhiệt. Tiếp đến là cái màn hình Raspberry 7.0. Ở đây nó là có một cái main xử lý này. Main này thì nó dài mã, nó hỗ trợ chuẩn HDMI này, VGA này và AV này. Ở đây thì các bạn có một cái chân nơi nguồn, cấp nguồn thì các bạn cấp có thể 9V, khoảng dòng khoảng 2A. Đấy, cái hộp này mình mới đóng cho nó. Đây là các nút nhấn chọn up down ok. Đấy. Ở video này thì mình mới giới thiệu qua về cả hai sản phẩm này thôi. Ở video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chạy hệ điều hành của con kit Nano PC này với cái màn hình Raspberry này và hiển thị lên màn hình. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.